Chào cả nhà đã đến với kênh Kim Tiền Vườn Sân Thượng Mini. Đây, hôm nay cái cây chuối lồng mini của em. Cây này thì cái con em tách ra nên nó chưa đủ tuổi để nó lên sọc nha cả nhà, lên màu lá chứ mới sọc, lên màu đỏ đỏ trong cái phiến lá. Thì hôm nay lên bất ngờ một cái là cây con mà nó lại nhảy ra cây con nữa cả nhà. Đó, cây nhỏ cái bên nè. Đó. Cây này là cây nhỏ của nó thật chứ không phải là cái cây kiếm mô nha cả nhà. Hôm nay hôm qua chứ có nhiều bạn vô trang của em comment đó là tại sao mua các cây chỗ khác nó lại cây có tí xíu à, mà mua về tầm 1 tháng nó lên 1 mét, còn cây này của em là tách ra cái 2 tháng trời nè cả nhà. Đó, tách ra 2 tháng sau 1 tháng nó lại nhảy luôn cây con. Cây lớn thì nó mua hôm nay cũng vừa mới nhảy cây con thôi, nhưng mà cây nhỏ nó lại nhảy luôn cây con ấy cả nhà. Nhìn thấy nó sát xa cưng không? Cây này thì để bàn rồi, ok nè mọi người, nhìn thấy cái bẹ lá là nó sát nhau như thế này. Cái cây này, cây này là được 2 tháng rồi. Em không nhớ khi tách ra nó nhỏ mấy lá nữa, nhưng mà bây giờ mọi người xem nè, 1 2 3 4 5 6 7 8 8 cái lá lớn. 9 cái lá lớn. Nè, 2 cái lá nhỏ. 3 4 5 6 7 8 9 cái lá lớn, 1 cái lá nhỏ, tức là đã 10 lá rồi, nhưng mà nó vẫn chỉ lớn. Coi cái bàn tay em tới xíu, cái chậu này tới xíu nha cả nhà. Đó. Nó vẫn chỉ lớn có nhiều đây. Tức là các bẹ lá của nó sẽ tách quay ngang vậy nè cả nhà. Nó xòe ra đều nếu mà đủ nắng. Đó. Mọi người nhìn cái cây chuối mà trên mạng nó bán, cái ngọn lá, cái lá non của nó là vượt một cái là vượt vèo lên luôn. Trồng 1 tháng thì nó sẽ cao 1 mét là phải rồi. Còn cái này là lá nó xòe ra nha cả nhà. Khi lớn tí xíu nó cũng có các đốm như cái giống chuối tiêu hồng, mà cái chuối nó cái mô bán cây nhỏ nhỏ đó, nó cũng có các đốm như thế. Nhưng mà các đốm với cái lá này là nhỏ thì nó nhọn, không lớn thì nó sẽ tròn đều ra. Mọi người xem cái video trước của em về cái lá của cây chuối khi trưởng thành nha. Trưởng thành thì chưa quả đâu cả nhà, chứ có quả thì em chưa có. Nó trưởng thành so với cái lúc này nó lên trưởng thành hơn so với cái lứa nhỏ em tách ra thôi đó. Nhưng mà cái size nó đúng là rất là mini cả nhà. Quả thì em chưa biết, nhưng mà đúng là cái size này nó nhỏ và mini nhỏ xíu luôn á đó. Rồi thì em quay để cho mọi người tham khảo thêm về cái cây con nó lớn và bao lâu sẽ nhảy con thì em cũng không biết nữa cả nhà. Nó thích thì nó nhảy con, đủ dinh dưỡng đủ nắng thì nhảy con thôi. Size rất là mini, rất là dễ thương, để bàn, để cái góc nào đó cũng rất là đẹp hết cả nhà. Đó. Rồi em xin kết thúc cái video tại đây về cây con của chuối mini, nó có nhảy con chứ không phải là cây kiếm mô nữa nha cả nhà. Xin chào cả nhà, hẹn gặp lại cả nhà trong các cái video khác của kênh Kim Tiền Vườn Sân Thượng Mini nha.